Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Mặc dù chỉ thấp thoáng mờ ảo đằng sau, nhưng nhiều người cho rằng bóng dáng ấy có lẽ là Sơn Tùng MTP. Trên trang cá nhân, Thiều Bảo Trâm vừa chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp khi đi du lịch ở một bãi biển. Đây cũng trùng hợp với ngày sinh nhật của nữ ca sĩ nên Thiều Bảo Trâm đã gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp, người thân và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tuổi mới đến cô. Cảm ơn những lời chúc thân yêu của mọi người từ Facebook tới IG, nhiều lắm, quá hạnh phúc, quá vui. Lớn rồi nên sinh nhật vẫn đi làm tới đúng 12 giờ đêm mới về chứ không còn ngây ngô vui tươi hồn nhiên như hồi bé nữa, nhưng vẫn được mọi người quan tâm yêu thương. Cảm ơn các em nhỏ nhà mình, xin lỗi các em yêu vì chị chụp hình quá muộn không ghé quá được, mình sẽ gặp nhau nhẹ y e e. Love you của Thiều Bảo Trâm chia sẻ. Loạt ảnh mới cực xinh của Thiều Bảo Trâm mừng sinh nhật tuổi 25. Trong loạt ảnh mới, người hâm mộ dành lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung và có nét giống với Lisa, vợ Lady của nữ ca sĩ họ Thiều. Tuy nhiên nhiều người lại chú ý đến một bóng dáng thân quen ở đằng sau bức ảnh. Trong rất nhiều tấm hình của Thiều Bảo Trâm có thấp thoáng bóng dáng mờ ảo của một chàng trai. Và trong những góc độ có vẻ như Thiều Bảo Trâm đã cố ý để cho anh chàng này xuất hiện trong khung hình của mình một cách có chủ đích. Chàng trai thấp thoáng đằng xa kia là ai đây? Nhiều người bắt đầu phỏng đoán danh tính của anh chàng lọt vào ống kính của Thiều Bảo Trâm và người bị nghi ngờ nhiều nhất không ai khác chính là Sơn Tùng MTP. Cư dân mạng cho rằng Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP đã cùng đi du lịch để mừng sinh nhật. Tuy không chụp chung một bức hình chính thức nhưng cả hai vẫn có cách để xuất hiện cùng nhau trong một khung hình. Việc Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP bị đồn đoán hẹn hò lâu nay càng khiến cho giải thuyết chàng trai kia chính là nam ca sĩ gốc Thái Bình càng thêm chắc chắn. Liệu có phải bóng dáng kia là Sơn Tùng MTP? Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp ca hát cho đến khi nổi tiếng như hiện tại, Sơn Tùng MTP hầu như không vướng vào tin đồn hẹn hò với bất kỳ sao nữ nào ngoài Thiều Bảo Trâm. Trên Instagram cá nhân, Sơn Tùng MTP cũng chỉ theo dõi duy nhất Thiều Bảo Trâm là sao nữ của Việt Nam, còn lại là sao quốc tế và các nhà mốt thời trang nổi tiếng. Về phía Thiều Bảo Trâm cũng gần như tương tự như vậy, chỉ phố là Sơn Tùng MTP là sao Nam Việt và không vướng vào tin đồn hẹn hò với ai ngoài sếp. Dù được nhiều người nhiệt tình đẩy thuyền và ủng hộ nhưng Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP không xác nhận hay phủ nhận các tin đồn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.